Khác với tâm trạng bỡ ngỡ của những tân binh ngày đầu mới nhập ngũ, sau 3 tháng rèn luyện đầy thử thách vượt nắng thắng mưa, đến nay những chiến sĩ mới đã thích nghi với môi trường quân ngũ. Đặc biệt, qua những đợt kiểm tra thực hành nhằm đánh giá kết quả huấn luyện đã giúp các chiến sĩ mới thêm tự tin và trưởng thành hơn. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới ở Lữ đoàn 22 Quân đoàn 4, đơn vị đứng chân trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Những ngày cuối tháng 5 là thời điểm kiểm tra các nội dung huấn luyện chiến sĩ mới bước vào giai đoạn nước rút. Với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Chiến sĩ mới của tiểu đoàn 3, lữ đoàn 22 quân đoàn 4 tự tin bước vào đợt sát hạch tổng hợp quan trọng để đánh giá kết quả huấn luyện chiến sĩ mới. Từ những thanh niên vừa rời ghế nhà trường, xa gia đình, bỡ ngỡ bước vào môi trường quân đội với bao khó khăn đặt ra. Thế nhưng với sự giúp đỡ tận tình hướng dẫn của đội ngũ cán bộ các cấp, đến nay các chiến sĩ mới đã được trang bị kiến thức về truyền thống quân đội và một số kỹ năng của người quân nhân cách mạng. Và trong huấn luyện, cán bộ hướng dẫn chúng tôi rất tỉ mỉ, chu đáo từng hành động, dù là những hành động nội dung khó mà chúng tôi chưa được làm quen. Vì vậy tôi cảm thấy rất tự tin và càng quyết tâm học tập, rèn luyện thật nghiêm túc để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Năm 2023, sau khi có kế hoạch huấn luyện chiến sĩ mới, chỉ tiêu của Bộ Quân đoàn giao nhiệm vụ, Lữ đoàn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Nên ngay từ những ngày đầu, chúng tôi đã tổ chức triệu tập các thành phần khung huấn luyện cán bộ, bồi dưỡng, tổ chức tập huấn và làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Quá trình tập huấn luôn bám sát vào hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tham mưu Quân đoàn cũng như cấp trên. Bình tĩnh, tự tin xử lý nhanh gọn, dứt khoát trong từng yếu lĩnh động tác. Đó là kết quả của những ngày vượt nắng, thắng mưa trên thao trường của các chiến sĩ mới. Nhờ được huấn luyện nghiêm túc và chặt chẽ, có chất lượng, nên 100% chiến sĩ mới bình tĩnh, tự tin với quyết tâm đạt giỏi các nội dung kiểm tra. Bảo đảm tổ chức huấn luyện chặt chẽ, chúng tôi có những thuận lợi là đội ngũ cán bộ khung huấn luyện có kinh nghiệm cao, nên bằng trình độ kinh nghiệm giảng dạy bám sát cho bộ đội, từ chỉ huy cơ quan và đơn vị luôn bám sát sâu sát, truyền thụ những kinh nghiệm huấn luyện. Nên do vậy chúng tôi luôn tổ chức huấn luyện và bảo đảm chặt chẽ. Trong huấn luyện luôn tích cực bám nắm, theo dõi, giúp đỡ đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ chúng tôi bảo đảm đạt 85%, khá giỏi trở lên. Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm triển khai toàn diện các biện pháp, đến nay các chiến sĩ mới của lữ đoàn 22 quân đoàn 4 đều trưởng thành về mọi mặt, nắm chắc các nội dung theo tiến trình biểu, chất lượng, kết quả huấn luyện đồng đều, thực chất, vững chắc. Kết quả kiểm tra 3 tháng đầu huấn luyện, 100% nội dung đều đạt yêu cầu trở lên, trong đó có nhiều nội dung đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đây là tiền đề quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023.